này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không không làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không không rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không lớn làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không lớn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không thắng nghĩa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì Pháp không thắng nghĩa, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy Pháp không hữu vi làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Pháp không hữu vi, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không vô vi làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không vô vi rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không rốt giáo làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì Pháp không rốt giáo, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy Pháp không không biên giới làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Pháp không không biên giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp không tản mạn làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp không tản mạn rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến